đi đường này dễ lắm. Ok, thank you. Rồi tự mở cửa ra đi. Rinh cho hai ba em vô chi gì đâu biết. Bỏ xuống, đúng rồi, mở cửa ra. Mở mạnh ra thôi chứ gì cho hổ ưa. Con nói làm sao? Thank you mommy. Đi học nha. Còn thiếu gì nữa không? Y như đi diễn thời trang gì đây. Đi. Đi lần hai ba con. Mình đi tướng không nổi rồi. Thấy chưa? Giờ đi xuống không được luôn nè. Nắm mẹ. Nắm mẹ đi, xuống đây, xuống đây. Mẹ không? Mẹ cẩn tay. Xuống. Xuống rồi, nắm tay mẹ. Mẹ cũng tay sách nách mang rồi chứ mẹ cũng có rảnh đâu chay. Con rảnh quá ha. Con rảnh luôn cái tay con đi sách mấy cái em đó ha. Không có phụ mẹ. Đi học mà không có mấy em chịu không nổi với nó luôn. Đi từ từ thôi con, đi từ từ thôi. Lúc đi hết mình mà lúc về là hết sức đó chơi. À, lúc đi đi hết mình lắm cô chú. Đi đừng có đạp lên mấy cái đó nha, đạp cho nó mấy đó là dơ lớp học luôn á. Vui không? Vui không? Con nói đi, đi học. Đi học. Đúng rồi, lên xe. Xe đúng rồi, xe mình đó con, đi lên con. Rồi, cha mẹ nghe, cha mẹ mở cửa xe nha. Rồi. Đi. Mở cửa cho công chúa. Xe. Red Blue. Hát đi, hát đi. A, B, C, D. 1, 2, red, go back. Number. Úc nói sao, Úc nói sao? Úc nói sao? Con I love you. I love you. Đó. Thật. I love you. I love you. Rồi sao nữa? I miss you. Miss you. Miss. Miss. You. You. Đúng rồi. Miss. Miss. You. You. Đúng rồi. Giỏi quá. I miss you. I love you. No. I miss you. I miss you. Miss. Miss. You. You. Đúng rồi. Con nói cô chú. Cô chú. Ơi. Ơi. I love you. Nói đi. Nói I love you đi. Nói I love you đi. Thôi bà xạo quá bà ơi. Để, ê, chay chay con thấy nó kỳ không chay? Nhìn nó kỳ kìa. Thấy không? Thấy nó kỳ không? Thấy nó kỳ không? Con thấy kỳ không? Lucky. Ừ, Lucky kìa. Con nói bye bye Lucky, đi học đi, bye bye. Bye. See you later. Nói đi, see you later. Bye. Bye Lucky đi. Bye. Con nói Lucky. Lucky. Ở nhà. Nha. Vui nha. Vui. Nha. Tối nay chơi về. Đây đây, mày cởi xuống chút ra. Rồi, xuống lúc rồi. Khỏe rồi đó. Rồi, rồi, rồi. Rồi, thôi giờ đi học nha. Giờ đi học nha. Thôi bậy à, cởi áo ra đàn chi. Rồi con nói mẹ ơi. Ơi. Mẹ. Mẹ. Ơi. Ơi. Mở. Mở. Kẹo. Kẹo. Giùm con. Giùm con. Đúng rồi, con ăn không? Ăn. Dạ ăn. Ăn. Con dạ đi dạ. Dạ. Ăn. Ăn. Dạ ăn mà nó giống như nó la tôi vậy chứ. Còn bữa nay đi học có vui không? Ấp. Mà học vui không? Vui. Dạ vui. Dạ vui. Đúng rồi, không mẹ mày yến. Say I love you. I love you. Con nói cô. Chào. Chú. Chú. Ơi. Ơi. I love you. I love you. Đúng rồi. Con nói bà ngoại. Ngoại. Con thương bà ngoại để đâu? Thương bà ngoại để đâu?
Thương bà ngoại để đâu? Suy nghĩ. Thương bà ngoại để đâu? Đúng rồi. Rồi thương mẹ để đâu? Để đây hả? Thương Út để đâu? Rồi thương ông ngoại để đâu? Ông ngoại để đâu? Con nói ba Bảo. Ba Bảo. Mẹ Ngân. Ngân. Ba Ly. Ba Ly. Vincent. Vincent. Ông cố. Ông cháu. Bà cố. Cháu cháu. Ai nữa ta? Còn ai nữa không? Để nhớ liệt liệt kê tên họ hàng trong họ ra. Út ơi. Ơi. Uncle John. Uncle John. Daddy. Daddy. I love you guys. I love you. Guys. Guys. Đúng rồi. Út nói sao? Út nói sao? À. Mà Út nói với con sao? Út nói sao? Út nói Út nói I love you. Rồi Út nói sao nữa? Út nói sao nữa? I miss you. Miss you. Đúng rồi. Giỏi quá. Thôi ăn kẹo nha. Chào. Con vui không? Vui. Dạ vui. Dạ vui. Đúng rồi. Vui ha, vui ha. Vui. Vui, vui. Ê, đến đây nè. What color is this? What color? Green. Green à, đúng rồi. Giỏi quá. Trời đất ơi, đã không, đã không, đã không? Dạ. Ôi, trời, rớt rồi. Ôi, rớt rồi. Chúng cháy gì này, cả cặp cái kẹo cũng không nên thân nữa. Mời cô chú ăn với. Mời cô chú ăn với. Nó mời vậy nè, đó. Cô chú nói hả miệng ra. Úi cha ơi, cô cho nó ăn kẹo. Wow, ngon không? Dạ. What color is this? Green. Green, đúng rồi. Trận dễ sợ. Đã không, đã không, đã không? Đã không? Đã không? Dạ. Phê không, phê không? Hết. Phê. Trời ơi, đã chưa? Đi học ra được ăn kẹo rồi cô chú. Mà này, mà hôm nay con đi học có vui không? Vui không? Vui hả? Trời đất ơi. Trời đất ơi, liên khúc kìa, liên khúc liếm kẹo kìa. Hỏi cô chú có biết cách ăn kẹo không? Để cô để chỉ cho. Đây là cách ăn kẹo. Đưa nhẹ cái miệng lè rửa ra liếm. Đó. Đã không? Đã không? Đã. Cho mẹ ăn miếng. Cho mẹ ăn đi. Oh wow. Ngon quá. Vậy thôi giờ đi về nha. Về về nha. Về không? Về. Về rồi, về. Bye bye cô chú đi, đi về. Bye. Bye bye. Đúng rồi. Đây nè cô chú ơi, chay bây giờ chay về chay ăn cơm. Ăn bánh. Ăn cơm, con nói đi. Ăn cơm. Ăn cơm, cô chú hôm nay chay ăn cơm với trứng với lại nước tương nữa cô chú. Lâu rồi đó, cả tuần lễ rồi chay chưa ăn lại đó. Ngon quá trời ngon luôn. Wow, nước miếng, nấu nước miếng luôn. Thật là hửi đó, hửi mà hửi y như là hửi dầu thơm vậy đó. Hửi rồi thơm không? Wow, ngon quá. Rồi thôi, rồi quất đi. Quất đàng hoàng, thổi đàng hoàng nóng. Này mày kêu, mày. Lấy tao đây. Trời ơi, thấy chưa, đổ cơm. Từ từ. Thôi đây, mày lụm nha. Rồi, được rồi. Ngồi đây. Từ từ thôi. Đúng rồi, giỏi. Từ từ thôi nha, thổi vừa ăn vừa thổi ăn hoàng nha. Ngon không? Đó, cô chú thấy chị ăn giỏi chưa? Coi chừng đổ chén cơm nha, coi chừng đổ chén cơm nha. Chấm. Ai mượn con làm đổ chị? Đói bụng không? Thôi, cô ăn kìa. Nè đi, có một hai hộp cơm mà nó cũng lụm y như là củ tắm mà là lụm hạt thóc thịt gạo, cũng muốn nó vô ăn đi. Thấy chưa, mẹ không mấy là đổ cơm rồi, thấy không, ngon không? Chay tới giờ ngon mày, no mày. Lucky đưa cái mặt lại, nó nói no mai là có nghĩa là không của tao. No. No. Trời đất ơi. No. No. À không, cái này của mẹ, này của mẹ. Lucky đâu có ăn cái này đâu, cái này của mẹ. Trời ơi, nó tưởng nó sợ Lucky lại ăn cái này, nó nói no có được không? Trời ơi, nó biết là Lucky không được ăn cái này. No. Trời ơi. No mai.
Ủa, bạn bè kỳ vậy? No. Trời ơi, bạn bè gì kỳ vậy? No. Trời ơi trời. Nó no. No, kể nó kỳ, đứng đó kể nó kỳ, con cứ ăn đồ của con đi. Con không ăn hết nó kỳ ăn đó. Trời đất ơi, con bữa nay ai dạy nè vậy trời, tôi đâu có dạy đâu, tôi không hề dạy. Trời ơi, hôm nay biết ono mai nữa. Con làm mày hết hồn đó chay. Ai dạy con à? Hử? Rồi đất ơi, sao ăn tao nó ăn rớt cùng làng cuối sớm. Đó, no mai kìa, lẻ lên chứ nó kỳ ăn hết bây giờ. Gì vậy? Mày con muốn mẹ đút con không? Đúng. No hả? À? Rồi thôi, vậy thôi. Được. Đừng có đụng vô Lucky. Cầm cái tay bóc bóc của cái đụng Lucky để mày lấy khăn lau. Được. No. Bất gì? Ừ, nó la Lucky đó. Trời ơi, này này làm chị đại la tao nó ghê không? Không có được đụng Lucky nghe chưa? Ăn không được đụng Lucky à. Tay tay mẹ lau. Đưa tay đây. Không có đụng Lucky nghe chưa? Đưa tay này nữa, đưa bỏ xuống đây mẹ lau tay này đấy, bỏ xuống. Rồi. Rồi ăn đi. Ngon không? Ngon không? Ăn đây, múc đàng hoàng nghe chưa? Không có để đổ nghe chưa? Ôi trời nhiều quá. Trời thổi thổi trời trời. Hướng vào. Thổi nữa. Lucky. Lucky ra cho chay ăn đi Lucky. No mai. Đừng có mẹ đó nó con không được đụng Lucky mà chay. Đưa tay đây. Trời đất ơi, đưa tay đây. Rồi cô chú tới ăn không cô chú? Thôi đó coi coi thấy nàng thèm không? Ừ. Cô có muốn mẹ giúp con không? Chay, con có muốn mẹ đút con ăn không? Ừ. Không hả? Rồi thôi tự ăn đi. Thôi ơi đã chưa? Wow, giỏi quá. Nhai đàng hoàng nha, không có đút không nha, mặt dính cơm nè. Hả mày nha. Thôi đừng có đụng Lucky chứ, biết rồi, để mẹ. Để mày xử lý Lucky cho, con đừng lo. Rồi đó, của con đó. Mom. No, Lucky, you wanna eat? Okay, come over, I'll give you some food, okay? Let Jade eat her food. Okay, come, I'll give you some food. Come here, Lucky. Cho Lucky đồ ăn của Lucky đó, Lucky không ăn của con đó đâu. Con ăn đi, con ăn đồ của con đi. Ngon không? Dạ. Dạ. Ừ, dạ ngon đàng hoàng. Trời ơi, bữa nay mày đặt quá hả? No mai nữa, trời ơi. Biết là Lucky không được ăn. Trời ơi, đúng rồi, đưa cái miệng vô mới không có đổ đồ. Đúng, chính xác, chúc mừng bạn. Hay lắm bồ ơi. Cô chú coi chay làm cái này ở trường nè. Wow, you did this, JD? Yeah? Ở trường con làm cái này hả? Wow, giỏi dữ ta. Mau nè, mau gì? Mau gì á? Mau nè, mau gì? Hả, mau gì đây? Mau gì? Bảy. Mau gì? Red. Đúng rồi. Yellow. Đúng rồi. Yellow. Đúng rồi. Rồi thôi ăn đi. Tiếp tục sự nghiệp ăn uống đi. Nước không? Yeah. Nước không? Rồi. Yeah. Rồi mình nước uống. Rồi tự cầm uống đi.
Hôm nay làm 6 câu vọng cổ luôn cô chú ơi. Giỏi quá. Rồi, tiếp tục đây, tiếp tục sự nghiệp ăn uống đi. Ăn sao cho hết chén cơm đó là cô chú phải ra luôn á. Chơi đi, chơi đi. Nè, chơi đi cho cô chú ăn không? Chơi, nhìn vô nè. Chơi đi, nhìn vô, nhìn vô nè. Mời cô chú không? Trời ơi, nó lấy tay nó bóc luôn rồi. Trời đất ơi. Đây nè, chơi này, chơi, chơi. Chơi, nhìn cô chú nè, chơi. Chơi, nhìn cô chú nè. Chơi đi, lực, lực, lực. Ăn cho cô chú coi. Quá luôn. Ăn gần hết chén cơm đó cô chú, coi nè. Đó. Cô chú thấy chay giỏi chưa? Cô chú cho chay một tràng pháo tay thật là nồng nhiệt đi. Ôi đó coi đó, ăn đó. Đi học về lắm, đi học về đói lắm. Chén cơm là xong rồi cái chút nữa ăn giặt tới tối, ăn giặt là ăn giặt cho tới 10 giờ tối lận. Xong rồi đi đến răng với mẹ với Út xong rồi cái đi xong rồi cái uống sữa nữa, còn uống sữa nữa chứ không phải. Tối với khuya là uống sữa 2-3 chập nữa, uống hết bình sữa nữa. Chút là ăn đặc chặt nè, ăn đặc chặt tới tối tới khuya luôn. Ăn cheese, rồi ăn trái cây, rồi ăn... Cô chú nhớ hôm qua ăn nguyên trái chuối không? Ngon quá trời ngon, coi cái mặt kìa, mặt bư kìa. Chị nào ăn xong kêu mẹ nha.